Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lại phát hiện một chú chim tự nhiên bay vô nhà mình nha các bạn. Giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Quay không một hồi mình sẽ đuổi ra khỏi nhà để nó có điềm báo gì. Mình thì mình phải đuổi nó đi. Nó rất là nguy hiểm. Nên mình sẽ đuổi nó ra khỏi nhà các bạn. Chim gì màu lông nó là nó sọc nha các bạn. Đó, nó bay. Nó bay vậy đó các bạn. Đó, nó đó các bạn. Bạn thấy chưa? Nó bay vũ mũi chứ. Ủa nó bay đảo luôn các bạn. Đó, này chóng mặt luôn. Ủa nó bay mất tiêu à? Đầu nó ở trên ở đây nè các bạn. Đó nó các bạn. Nó vô đó nè. Các bạn thấy nó chưa? Nó đậu lên cái cây đó của mình rồi đó các bạn. Không biết con chim gì đấy các bạn ơi. Chim gì mà nó kỳ thiệt chứ, nó bay vô nhà mình luôn các bạn. Đó. Con chim này rất là lạ luôn các bạn. Mình nhìn là mình không biết là con chim gì luôn. Các bạn có biết thì có gì bỏ comment bên dưới cho mình hiểu nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm like nha. Chim mới nha các bạn, chim lạ quá ha. Con chim lạ độc lạ nhất ha. Mình mới thấy luôn á. Quá trời độc lạ luôn, mình mới thấy luôn. Đó các bạn. Màu lông nó rất là sọc nha. Hình như nó là chim tu hú á các bạn. Nó là chim tu hú á, mình không dám đụng đâu. Mình nó mới cùng nó mang cái những cái xui đến mình nên mình không dám. Đây là cái chỗ chim của mình các bạn. Đây là chim của đất của mình nè, chim của đất mồi các bạn. Đó, cái đất mồi của mình đó các bạn, thấy chưa? Đó, hăng giả lắm. Vừa ngói mình nó dung lắm. Cái chim đó. Ui. Đi. Mình không biết mà đừng bay ra luôn các bạn ơi, đừng bay ra luôn. Ui, đi ra đi. Đừng nhà tao. Chim gì các bạn? Nó thấy không? Nó dạng quá trời dạng luôn nè. Quá mà. Nó bay đâu? Đây nè. Nó dạng nó đâm. Ê, trời. Cái đâm nó hóa tông bụng mày đó. Đi. Để chắc mình đuổi nó đi các bạn. Quá trời. Ơ, nó đi rồi các bạn. Nó đi. Cuối cùng nó đã ra ngoài bên cửa mà này. Đi. Ui. Đi. Đừng có dây là bao. Đi, đừng có vô nhà tao. Đi. Ôi. Các bạn đuổi nó chưa đi đó các bạn. Nó ngồi nó cứ chầm chừ. Đi. Rồi video mình cũng đã kết thúc ở đây. Mấy bạn thích hay thì bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Và nhớ share, chia sẻ cho mình nha. Mình chưa đuổi nó đi nữa các bạn. Nó vô đi nữa, nó lì quá. Rồi video đến đây nha, bye bye.